Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với channel của mình. Channel Kinmay thì rất vui vì hôm nay chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay là ngày thứ bảy và cũng sắp cuối tuần nữa rồi. Một tuần trôi qua thì rất là nhanh. Đây, chỗ mình thì thực sự với anh em là gió bão liên miên. Thực sự là hiện tại thì không biết là Việt Nam chúng ta đang bị ảnh hưởng của gió bão gì mà ghê gớm quá. Chỗ nào của anh em có bị gió bão không? Cái chỗ mình là gió nói chung là cây cối rồi nó bay hết rồi. Mình đang uống sữa mà sữa nó nóng quá, uống phỏng lưỡi rồi. Chứ mà chỗ mình gió bão liên miên anh em ơi, chỗ nào của anh em mà cũng như vậy thì có thể comment cho mình biết để chúng ta cùng cảnh ngộ với nhau là gió bão nha. Ok, nói đơn lẹ em gọi là chúc anh em một ngày gần cuối tuần vui vẻ tuyệt vời. Xem clip mình thì đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh và đặc biệt là kích quảng cáo nhiệt tình ủng hộ cho mình nha anh em. Nói chung là cái tháng này và cái tháng tiếp theo là hai cái tháng rất là quan trọng đối với mình. Mình mong là anh em sẽ ủng hộ mình thật là nhiệt tình nha. Cảm ơn em rất nhiều, ok, cảm ơn em rất nhiều luôn. Hãy đừng quên kích quảng cáo cho mình, ủng hộ mình nhé. Hôm nay thì mình được sô-cô-la với lại hoa hồng, rồi một số cái phiếu quà may mắn. Ngày hôm qua thì mình làm clip cho nít anh em cho nên mình không on được nít của mình. Bởi nít của mình cũng khá là khổ, mình thì mình không có thời gian nhiều cho nên là thành ra là mỗi ngày mình làm clip cho nít các bạn là mình không có on được nít mình, buồn lắm. Đây các bạn có thể thấy là mình lại phải nhận từ ngày đầu tiên rồi. Ngày 23 lại không on nữa nè, sau đời vái. Giảm giá hôm nay lại bán đồ mình không cần rồi. Nhận lương, quỹ hải tặc thì mình vẫn còn ở đây là khoảng 4.000, hơn 4.000 vàng. Nhưng mình sẽ để im như vậy, ít bữa nhận cho nó phê anh em. Cái này là tổng cộng là 12.000 mà mình chỉ mới nhận được 4.000 thôi. Tức là 2 ngày sau rồi mình sẽ nhận được thêm 2.000 là 6.000. Ui sờ phê, nhận khi nào đủ 12.000 thì thôi. Tinh linh của mình hôm nay được một mảnh máy bay chopper. Túi đầy à? Và cả túi đầy. Được 10.000 kinh nghiệm. Mảnh máy bay chấm bờ từ cái con tinh linh này thì mình tổng cộng mình cũng đã được bao nhiêu mảnh rồi ta? Để mình coi cái. Mình được tổng cộng là 16 mảnh. What? 100 mảnh mới đủ lần đại ca ơi. Thôi thì cố gắng từ từ thôi. Rồi clip đầu tiên mình sẽ làm là clip chiến phó bản nha anh em. Hôm nay thì mình sẽ cùng anh em chiến cái phó bản mới. Phó bản mới mình bữa mình vừa qua rồi. Đây là gọi là sát thủ tuyết quái. Sát thủ tuyết quái nha anh em. Mình dịch ra có nghĩa là một thằng sát thủ ở trong tuyết. Và đây là một con quái vật. Vừa sát thủ mà vừa quái vật nữa. Nghe kinh phải nồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ vào phó bản nha. Thì tại phó bản của chúng ta đây là nguyên một khu núi tuyết luôn. Ở đây thì chúng ta có thể tìm được gấu bắc cực, chim cánh tục, gấu trắng, gấu nâu, sư tử biển, sư tử hổ, cọp, các kiểu đà điểu, rất là nhiều thứ ở đây anh em có thể tìm. Đấy, còn bây giờ thì mình gặp, mình đang tìm kiếm anh em, và mình đụng mặt cái bọn lính cứu hỏa này nữa nè. Sao mình gặp bọn này hoài thế nhỉ? Đây là tiểu đội tuyết sơn. Tuyết lớn quá, chúng ta chơi ném cầu tuyết đi. À được, mình ném đá vô mặt đó ha. Nó ném cầu tuyết thì mình sẽ ném tơ, mình sẽ dùng viên gầu để ném tơ. Anh em nhìn khung cảnh nè, đẹp vậy lờ. Ở đây còn có cả một chiếc thuyền nữa hả? Ôi vậy là sao lại có thuyền ở đây nhỉ anh em? Thuyền bị đóng băng rồi. Thuyền của ai mà lại lạc trôi đi vào đây rồi bị đóng băng con mẹ rồi đây. Tội nghiệp mấy thằng nhỏ thiệt. Các bạn này thì vẫn như các bạn kia. Hiện tại thì vẫn chưa đến các bạn mà mình khóc thét anh em ơi. Các bạn này thì viên gầu mình vẫn có thể quẹt được bọn này. Vẫn còn quên được. Ok, mình sẽ đến với tiểu đội tuyết quái 2. Đây là tiểu đội tuyết sơn. Sơn là núi, tuyết là tuyết. Và sơn núi, tuyết sơn nghĩa là tuyết ở trên núi. Quá hợp lý luôn gì nữa. Núi đẹp ghê anh em ơi. Mình thì chưa bao giờ thấy được tuyết cả. Chúng mình chỉ thấy trên tivi thôi. Ngoài đời làm sao thấy được. Cho nên thành ra là hôm nay thấy được cái cảnh núi tuyết này đẹp vãi lờ ra. Kèm theo đó có cả chiếc thuyền đóng băng nữa. Phải chăng cái khu này là khu biển, sau này là bị một lời nguyền gì đó, hoặc là bị con quái vật rồi đó nó làm cho ngập tuyết và thế là chiếc thuyền này bị đóng băng theo. Rồi thằng thứ ba. Cân hết. Mình là mình cân hết. Cân con mẹ nó hết luôn. Hiện tại thì chúng ta vẫn gặp cái bọn lính cứu hỏa Sike nha anh em. Ủa này là quân bong bóng. Quân
quân khí ga và quân kiếm sĩ, mà tại sao lại lạc đâu đến tuyết làm gì nhỉ? Mình thấy chả liên quan cả, tại sao không đổi tên luôn đi nhỉ? Mình không biết là còn gặp cái bọn này bao lâu nữa đây. Hiện tại thì mình đang rất là chán ngán rồi. Mình muốn gặp những bọn mới cơ, nhưng rất tiếc là chắc không được rồi. Mình phải đánh hết bọn này đã. Mình nghĩ là phải gặp cái bọn này dai dẳng lắm, đến cái phó bản Slime luôn mà, rất là lâu luôn. Rồi sắp rồi, sắp rồi, đây là con cuối cùng nha anh em. Và chúng ta sẽ đến với thanh niên Rock, thanh niên mặt sầu đời nhất của anh Bi, và cả anh em của thanh niên đó nữa. Đúng rồi, chém đi em, cứ chém mạnh vào khi mà chém em còn có thể. Em gầy gò mà em cầm đao ghê vậy em. Cây kiếm này chắc là kiếm đồ chơi đó anh em, kiếm đồ chơi mà giống như kiếm siêu nhân đó. Nhỏ mình rất là thích chơi kiếm này, mua kiếm siêu nhân về. À, trời lạnh quá, sợ đi luôn, trời rất là lạnh, lạnh gió bão các kiểu nữa. Đây thanh niên mắt đỏ à, có hình của thanh niên đâu, úi có luôn nè anh em, chụp lại mới được. Ok ok rồi, đây hiện tại thì nó đang ra điều kiện với mình là kiên thủ trong 5 hiệp, tức là nó quá khinh thường mình đó anh em, ý nó kêu hai này mạnh quá đó, cho nên mình cần phải kiên thủ thôi là mình thì win rồi. Bọn này láo thiệt. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về những thanh niên này cho anh em coi luôn. Đầu tiên là thanh niên Rock, thanh niên Rock là thanh niên hình dạng của anh là mắt không đỏ nha anh em, mắt thanh niên này vẫn chưa bị đau mắt đỏ. Thanh niên bên đây mới là bị bệnh đau mắt đỏ nè, còn thanh niên này là đau mắt bình thường. Thanh niên này thì có một cái cà vạt màu vàng. Và thanh niên khác không? Thanh niên này thì không biết có cà vạt không, bị che mất rồi. Rồi. Mặc bằng đùi nha anh em, là người tuyết. Cái hình dạng này thì mình nghĩ là người tuyết rồi, thuộc hạ của Sisa, 25 tuổi, một trong hai người thú, một trong hai người thú xuất thân từ nước tuyết, biệt danh là tuyết sơn sát thủ. Tuy trên người có nhiều lông nhưng rất sợ lạnh. What, thanh niên này sợ lạnh à? Thanh niên này là mắt đỏ nè, thuộc hạ của Sisa, 25 tuổi, một trong hai người xuất thân từ tuyết, là biệt danh là tuyết sơn sát thủ. Tuy trên người có lỗ giống như chàng kia vậy, không khác gì đâu. Hai thanh niên này y chang nhau về cái này. Skill thì chắc là cũng y chang luôn không? Skill thì khác nè anh em, nhưng mà đều cầm súng. Rồi ok, mình sẽ dứt thử nha, cho mình gầu mang ra đánh luôn và thử sao đã. Ồ, kinh quá anh em ơi, nhìn có vẻ ghê gớm đấy. Ôi giời, bắn bắn bắn. Ồ, thêm một lần sát thương phủ rồi. Mạnh nha anh em, mạnh nha. Ôi giời, mạnh mạnh mạnh. Thằng này không có sát thương phụ, thằng thứ hai không có sát thương phụ, thằng mặt sầu đời, thằng đấu mắt đỏ là có sát thương, không có sát thương phụ, còn thằng không mắt đỏ sát thương phụ. Ok ok ok. Máu là mỗi đứa như là 5 triệu phải không? 5 triệu, 5 triệu. Ôi mạnh kìa. Cái sát thương phụ mạnh VL đó anh em. Mới tới đây thôi mình đã khóc thét rồi đây, chứ đừng nói chi có bạn kia. Một tuần nữa chắc tên mình chết sạch quá. Ừ, có hổ đen không? Ủa, hình như là hổ đen không có tác dụng với thanh niên này. Thanh niên kia còn nhiều máu vậy, chả thấy được máu của anh nữa. Ồ, mình gồng mình phải mất một lần hồi sinh là anh em hiểu rồi đấy, rất là nguy hiểm luôn, nguy hiểm với tính mạng vãi. Nó chưa chết à? Ở thanh niên này nhiều máu thế, mình chả thấy máu của anh đi đâu. Đưa chuột cho thử coi. À, còn 13 vạn, ok win rồi. Kiên thủ 5 lượt đây hả anh em, khinh thường mình tới vậy đó hả? Mình chỉ cần 4 lượt là xử đẹp hết bữa nay rồi, thế mà kêu kiên thủ 5 lượt. Úi dồi ôi, quá khinh thường. Ok, mình đã win. Đi tìm Mr. T. T là trà hả? Mr. T là Mr. Trà hả? Đâu Mr. T lại đâu? Đây là Mr. T đó hả? Đây là con rau nâu mà. Qua tiếp theo của chúng ta sẽ là danh sách ám sát. Sao mà các bạn này toàn là sát thủ đi ám sát người ta không thế này? Thanh niên thì sợ lạnh nè anh em, vậy là thiệt. À đúng là giống như người khỉ đột mà lại sợ lạnh. Rồi, vậy là thằng tiếp theo chúng ta gặp sẽ tên là Skokki. Bây giờ mình xem coi Skokki là ai. Skokki. Ồ, lại gặp bọn này nữa hả? Ủa đây hả? Đây là Skokki đó hả? À không phải anh em, như vậy là chúng ta sẽ dùng thằng Rock để chúng ta đánh với
ông râu nâu, sau đó là chúng ta mới đã gặp được sư Cookie. Để mình xem vào đây coi. Sư Cookie là thằng hồi nãy mà, thằng hồi nãy anh em chung với thằng Rock mà. Đây nè, sư Cookie là thằng thứ hai, thằng bị đau mắt đỏ nè. Thanh niên này sống ở trên núi tuyết xa xôi quá cho nên là bị bệnh là không thể nào mà gọi là mua thuốc uống được anh em. Bị đau mắt đỏ cũng chả biết ở đâu bán thuốc đau mắt đỏ để uống, hoặc là mua thuốc nhỏ mắt. Nhưng là rất là tội cho nên là mình sẽ giúp đỡ. Mình sẽ thu nạp. Đấy, mình sẽ thu nạp được thanh niên đau mắt đỏ này và mình đánh vô này, sau đó mình sẽ cho thuốc để chữa trị. Đấy, ok. Nói chung là qua cái báo bạn này thì mình có cảm giác là mặc dù là người tuyết nhưng lại sợ lạnh, là mình thấy vi diệu rồi đó. Vòng quay may mắn thì mình có 2 lần, kèm theo đó là 7 phiếu, tổng cộng là mình sẽ được 9 lần. Ok, mình biết đâu mình sẽ may mắn nhận được cái gì đó ghê gớm thì sao. Trời ơi, ba cái đồ này thì làm cái gì. Đã chiến nhiệm vụ của mình đợt này là cướp tầm bão này vẫn chưa làm nha, hiện tại thì đã hết luôn nè, chuẩn bị hết luôn nè. Thôi, bữa nào rảnh mình làm sao. Ra khơi nào, ra khơi nào. Hôm nay vàng quá trời luôn ta. Ok, nói chung thì mình cũng đang cố gắng rất nhanh, nhanh chóng để đến với cái phó bạn Slime, phó bạn để cho mình khóc thét, chắc chắn là mình phải khóc thét rồi. Mới cái phó bạn này thôi mình đã buồn, mình đã sầu đời lắm rồi đó anh em. Thôi thì được rồi, mình sẽ cố gắng. Mỗi ngày thì lâu lâu mình lại cố gắng đánh phó bạn để nhanh chóng tới nha. Cảm ơn em rất nhiều đã theo dõi clip mình. Đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh và lưu quảng cáo nha. Rồi, clip tiếp theo thì mình sẽ up trong thời gian tiếp theo. Và bây giờ thì clip này mình sẽ kết thúc nha. Rồi, ok. Cảm ơn em.